Sáng ngày 9 tháng 5, các sở giáo dục và đào tạo thuộc tỉnh thành khu vực phía Bắc đã trao hồ sơ đăng ký dự thi đại học cao đẳng năm 2014 cùng lệ phí tuyển sinh cho nhiều trường đại học cao đẳng theo kế hoạch trước đó của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại buổi giao nhận hồ sơ, có đại diện của 15 sở giáo dục và đào tạo gồm Hà Nội, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh. Đối với những sở giáo dục và đào tạo không đến bàn giao hồ sơ trực tiếp thì sẽ gửi hồ sơ đăng ký dự thi, đĩa ghi số liệu và lệ phí theo đường bưu điện chuyển phát nhanh cho các trường. Tại đây, các cán bộ giao và nhận hồ sơ được hướng dẫn nhập dữ liệu hồ sơ đăng ký dự thi theo đúng cấu trúc của chương trình phần mềm máy tính tuyển sinh năm 2014 và kiểm tra kỹ trước khi sao đĩa dữ liệu đăng ký dự thi bàn giao cho các trường đại học cao đẳng. Với những trường đại học cao đẳng không tổ chức thi tuyển, các sở giáo dục và đào tạo sẽ tiến hành bàn giao trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, đồng thời nộp danh sách thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển cho các trường đại học cao đẳng. Các trường không đến nhận trực tiếp cần có công văn đề nghị các sở giáo dục và đào tạo gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện. Dự kiến việc giao nhận hồ sơ đăng ký dự thi đại học cao đẳng năm 2014 sẽ tiếp tục được tổ chức tại trường Đại học Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11 tháng 5 năm 2014.